Hướng dẫn đặt hàng lần đầu trên app mobile bằng thẻ Visa. Đầu tiên chúng ta hãy tải app QR về trên điện thoại. Sau khi tải app QR rồi, chúng ta sẽ nhấn vào mở app ra và hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn. Chúng ta cùng đến với đặt hàng ngay. Đây là nơi bạn có thể đặt hàng. Chúng ta hãy kiểm tra các cái chọn lựa các cái pack hàng mà chúng ta định đặt. Sau khi lựa chọn pack hàng rồi, ví dụ như chúng ta muốn đặt 7 pack thì bạn hãy lựa chọn 7 pack và chúng ta sẽ lựa chọn vị mà chúng ta cần, vani hoặc là sô cô la. Vani sẽ ngọt hơn một chút, sô cô la sẽ nhạt hơn một chút. Và sau đấy chúng ta sẽ nhấn vào phần nâng cấp toàn bộ đơn hàng. Sau khi chọn đủ thì chúng ta sẽ lựa chọn thêm vào giỏ hàng. Ok, tiếp theo chúng ta hãy kiểm tra số lượng đơn hàng đã đặt. Nếu đã kiểm tra đủ rồi thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nhé. Kiểm tra lại địa chỉ giao hàng. Chúng ta có thể đổi địa chỉ giao hàng. Nếu bạn muốn chuyển đến địa chỉ nhận hàng khác, chúng ta có thể thêm phương thức thanh toán. Nếu không muốn thanh toán bằng địa chỉ thẻ cũ. Sau đấy chúng ta lựa chọn quốc gia nơi bạn đang sống. Nếu như bạn lựa chọn là Việt Nam, lựa chọn xong chúng ta hãy nhấn vào phần OK và xong. Sau khi lựa chọn xong rồi thì chúng ta sẽ bước vào thêm thẻ tín dụng và ghi nợ, thêm thẻ mà bạn dùng để thanh toán. Hãy điền thông tin số thẻ của bạn và số hết hạn, nhập tháng hết hạn và năm hết hạn. Lưu ý tháng gồm hai chữ số, ví dụ 08 năm hai số cuối của năm, năm 30 2030, chúng ta điền 08 30. Sau đấy chúng ta điền ba số cuối của thẻ, ba số cuối của thẻ, đây là số bí mật các anh chị nhé. Và nhập thông tin chủ thẻ. Sau khi nhập thông tin chủ thẻ rồi thì nhấn vào nút đó là bạn muốn, đây là phương án thanh toán chính của bạn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nhấn vào phần lưu. Tất cả chúng ta sẽ nhấn vào phần lưu lại, lựa chọn lưu lại. Sau khi lựa chọn lưu lại rồi, hãy kiểm tra các thông tin. Thông tin đầu tiên đó là số lượng hàng hóa bạn cần, chủng loại hàng. Thông tin tiếp theo đó là địa chỉ giao hàng. Thông tin tiếp theo đó là chi phí, số tiền bạn phải trả. Tất cả các thông tin nếu như bạn muốn thay đổi thì nhấn vào phần quay lại. Còn nếu chúng ta muốn thay đổi địa chỉ nhận hàng thì chúng ta sẽ thêm vào phần thêm địa chỉ. Hoặc chúng ta sẽ muốn thay đổi phương thức thanh toán thì chúng ta sẽ thêm phương thức thanh toán bằng chiếc thẻ khác. Sau khi thông tin đã đủ rồi, check lại thông tin OK rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào phần hoàn tất đơn hàng. OK, chúc mừng quý vị và các bạn đã đặt hàng thành công với QR. Và nếu cần bất cứ sự giúp đỡ nào, hỗ trợ nào, quý vị hãy gọi vào số hotline cộng 84 là mã Việt Nam, 0923 262898 là số di động. Trên tất cả các phần mềm ứng dụng Zalo, WhatsApp, Tele, YouTube, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị và các bạn trên toàn global, trên toàn cầu. Và chúc quý vị và các bạn thành công với QR.